Dubai, thắng bại tại kỹ năng. Em chơi gì ạ? Liên quân hả? Đúng rồi anh. Cho anh chơi với. Anh vô đi. Anh chơi nên rút giỏi lắm á. Skin mới ra Bieber công nghệ anh có luôn á. Vậy anh vô đi. You know true. Đến người phán xét phải kể đến tướng Naros. Ông dẫn đầu phán qua cõi âm nhưng trong tâm ông rất tốt, nổi tiếng cả đại lục bởi sự cung chính và liên minh sức mạnh nó trọ kèm theo thiết bị vô tư là Naros. Tiên sinh đánh cả linh hồn đến với cõi âm đều được chính tay ông phán xét. Công mình luôn đứng hàng đầu, xuất thân cao quý có tội cũng đáng chết. Một trong ba phán quan quyết định của cõi âm ông đứng nhất, và mọi linh hồn nào đi vào đây phải đứng trước sảnh chân lý nhận phán quyết. Những người vô tội sẽ được đưa đi đến thiên đường, cho họ một cuộc sống thoải mái hạnh phúc mà nhiều người thèm muốn. Không phân biệt ai có địa vị xã hội hay có liên hệ gì với ông, vì sự trừng phạt nằm trên quy tắc có tội hay là không trong cuộc sống. Một lần Hy Lạp hạn hán do siêu nổi cơn thịnh nộ kéo dài, người dân tìm sự giúp đỡ hy vọng phán quyết công minh. Hồi nãy muốn tìm đến nào rút ông các lời nói và mưa lại rơi. Kẻ địch nào là đối thủ với ông, kể cả sinh vật của trong âm giới. Từ khi Sư Phi tạo nên cậu nói cho các âm đến với thế giới, nào rút gia nhập vào lực lượng sao đoạ nhưng ông không hề thay đổi. Người với sự tàn nhẫn đẫm máu của lực lượng toàn kẻ hung ác, ông muốn vung lên vô nó lúc chỉ huy chiến đấu vì lý tưởng khác. Thế giới của âm ta là phán quan nhưng thế giới khác là một B-boy. Công nghệ đam mê và máu ta còn thích đáp của đồng đội đi muôn nơi. Mặt nạ ta mang nỗi kiếp xa mọi tội đồ. Từ phán quyết của ta không tha một ai hay gục ác nhân đường phố. Áo khoác có màu xanh chuối màu ta gieo rắc những cơn thịnh nộ. Gặp phải ta phải cố mà thủ đừng có sơ hở mất mạng như chơi vũ khí trang bị tiên tiến đảm trách công nghệ cho một gươm là đứt khơi. Nhìn đối với chiến trường không thể cho phép lý trí của ông mềm lòng. Ngồi đại tiên ký sức mạnh cùng kiếp và cả lời đồn hướng về ông. Bước đến liền quân kẻ nào thích thì ông nhất. Thảm pháo ai nghiêm nội tại bốn độ nên thường giúp hết tung kẻ địch. Skill tung trúng đích nhận thêm 50% tốc đánh ngay lập tức. Bộ thẩm đoàn xông về phía trước hát vang mục tiêu trong thoáng chốc. Kỹ năng dùng đến 2 lần trong vòng 5 giây rồi cái thù phải phát khóc. Một cơn rất rối biến về phía sau khiến đồn đánh thường trở thành đồn quét. Từ quái rừng cho đến dọn đường thêm phần cơ động của ông là bad. Chiều cuối cùng là gươm hình quyết ông vung gươm lên hạ sát cả thù. Sát thương liên tục dùng lên mục tiêu đồn cuối hất tung đẳng cấp của một sát thủ. Sau khi Naros ra trang phục mới đậm chất đường phố B-boy công nghệ. Nỗi khiếp sợ của vị sát thủ đến từ rừng già đúng là không tệ. Kẻ điên loạn quẩy tung thành phố và mang trong mình rất nhiều trang bị. Hiệu ứng đẹp mắt kỹ năng biến ảo còn chờ gì nữa mang vào xếp hạng đi. Vị trí yêu thích thì có lẽ đã đi rừng. Mới theo nỗi lòng trừng trị và giết những kẻ có tội không ngừng. Phẩm chất sát thủ có sẵn trong máu vượt qua địa hình với độ cơ động. Gặp phải Naros tốt nhất bạn phải canh chừng hang rộng và kinh công. Nếu người muốn sống thì hãy sống tốt nhưng nếu có tội ông sẽ không tha. Bị trên người vượt qua chết chóc phá xét đường phố cho đến rừng già. Naros quân đoàn địa ngục và phải kể đến B-boy công nghệ. Thắng bại là tại kỹ năng đối đầu. Naros muốn thắng cũng không dễ. Này Butterfly tiên nữ công nghệ có phải nàng cũng sẽ thích với ta? Trang bị thuộc thế hệ mới vũ khí ảo diệu trước nàng ta đã gục ngã. Sẽ quyết tâm trở nên mạnh nhất ở trong bờ cõi đường phố liên quân và áo khoác xanh cùng ta chinh chiến với Butterfly tỏa sức tung hoành. Anh chơi giỏi quá ha, 1-10 rồi kìa. Rồi anh sẽ chơi giỏi cho em xem. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống và tải ngay Liên Quân Mobile trên Google Play hoặc App Store.